Tập 2. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, tiểu sư muội, Tô Nhiễm Nhiễm, tiểu sư muội, Tô Nhiễm Nhiễm, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Không biết muội ấy đang ở đâu, ta mệt chết đi được. Sư tỷ, chúng ta đã tìm cả đêm rồi, tiểu sư muội có thể đi đâu chứ? Sư tỷ à, có khi nào tiểu sư muội không phải lạc đường mà là ta kêu đệ nói sao? Miệng của đệ ngoài việc ăn cơm ra không làm được gì hết. Sư tỷ, nhị sư huynh đến rồi. Sao rồi, tìm được chưa? Nhiễm Nhiễm được ca ca đưa về nhà rồi. Cái gì? Tiêu Nhị, đệ hại chết Nhiễm Nhiễm rồi. Vừa mới ra khỏi miệng hổ lại bị đưa vào hang sói. Tại sao vậy? Tại sao ta không khống chế được bản thân? Dừng tay! Dừng tay! Nguyệt ảnh! Ta xin lỗi, ta không cố tình. Sao vậy, muội muội? Muội gặp ác mộng mà. Rất là đáng sợ. Không sao đâu, có bác ca ở đây. Sao các huynh tìm được muội? Muội muội, muội có nhớ xảy ra chuyện gì không? Muội nhớ chứ. Muội ở trong rừng trước nhìn thấy hai người kỳ quái. Hai người đó ra tay đánh nhau. Vậy muội có bị thương không? Hình như là không. Trừ việc đó ra, muội còn nhớ gì không? Muội nhớ hai người họ tự xưng là Tạ Hộ Pháp Lâm Lan, còn người kia xưng là Ngũ Hộ Pháp Nhật Tuyết. Tại sao chứ? Hai người các huynh có phải muốn chết rồi không? Muội muội bị dọa thành ra như vậy rồi mà cứ hỏi hoài. Muội muội đừng có nghĩ nữa, không nghĩ nữa nha. Cô ấy ở đâu? Về kinh thành rồi. Ta đã ngủ trong bao lâu? Hai ngày hai đêm. Độc của ngươi được giải rồi. Ba năm rồi. Qua mặt trăng cũng sắp trưởng thành. Ngươi cũng xem như đã trọn lời hứa. Còn ta, đến giờ vẫn chưa biết linh chi chính cánh ở đâu. Ba năm rồi, ngươi đã chăm sóc cô ấy rất tốt. Tiếp theo, hãy để ta bảo vệ cô ấy. Ngươi sẽ hại cô ấy sao? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Ngươi đi đi. Trước khi qua mặt trăng trưởng thành, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Ta sẽ không để cô ấy chịu tổn thương. Đã ba năm rồi. Phải. Đã về kinh thành chưa? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Nguyệt cung có người xâm nhập núi Thái Ức. Không ngờ cô lại hiểu ta như vậy. Ba năm rồi, ta nghĩ huynh đã bỏ cuộc. Mạng của ta là của cô ấy.
Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Quỳnh có biết rằng mùi ấy sắp thành thân không? Đối phương là con của một tướng quân, ta biết. Vậy Quỳnh định làm gì? Ta nói rồi, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cô ấy cũng sẽ không gả cho người khác. Quá tốt, ta chờ câu này của Quỳnh. Tại sao cô không giống như bọn họ? Các người có số đã định ở bên nhau, cái gì mà kim đâm vào đầu mất lý trí, tất cả đều có thể giải quyết được mà. Nào, mau đi tìm mũi ấy đi. Cáo từ. Bùi Bùi, ăn một miếng đi. Không ăn. Vậy muội định ăn gì? Nói ta nghe biết, ta sẽ đưa muội đi. Không cần đâu. Bùi Bùi, có phải muội trách cái ca ca đón muội từ núi Thái Ất về không? Ma giáo xâm nhập núi Thái Ất nên ở đây không an toàn nữa. Ta thật không muốn muội ở lại đó đâu. Người ma giáo đến thì có vị sư huynh và sư tỷ bảo vệ muội. Chính là vị sư huynh của muội kêu ta đưa muội về. Muội muội à, lâu lắm rồi muội chưa về nhà đó. 3 năm rồi. Từ nhỏ sức khỏe muội đã yếu. Năm xưa cha và mẹ đưa muội đến núi Thái Ất để điều trị. Mỗi lần đến lễ Tết muội đều về nhà. Nhiều năm sau khi cha mẹ từ núi Thái Ất trở về đã cấm các huynh lên núi. Mấy năm nay muội không nhớ đến các huynh sao? Nhớ. Có điều muội không muốn thành thân. Các huynh cũng không muốn muội thành thân. Nhưng lâu quá không gặp muội, các huynh không nghĩ nhiều. Lần này nhất định phải về rồi. Bây giờ ma giáo gây quả khắp nơi, núi Thái Ất không an toàn. Chỉ có về nhà ngày ngày nhìn thấy muội, các huynh mới yên tâm. Nè, chuyện thành thân từ từ tính kế lâu dài được không? Nè, ăn cái này đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ vì quá nhớ muội, đau buồn lâu ngày ngã bệnh rồi. Mẹ, sao mẹ lại bệnh được? Thất ca, Quỳnh mau đưa muội về nhà đi. Muội phải đến thăm mẹ. Muội muội, bệnh của mẹ có Tam ca ở đây rồi. Muội không cần phải lo. Chỉ cần muội chịu về nhà, bệnh của mẹ nhất định sẽ khỏi. Chị chúng ta mau về nhà đi. Được. Đi thôi. Được, được, đi. Tướng công, phu nhân, chàng, nàng nói trước đi. Vậy thì thiếp... Hôm nay lão Tần đến lại hối thúc hôn sự, còn có thể là việc gì nữa đây? Từ ngày ban hôn trước thánh, cứ vài ngày hắn lại chạy đến đây. Nhiễm Nhiễm này, Nhiễm Nhiễm kia. Nhiễm Nhiễm đã về chưa? Nhiễm Nhiễm thích ăn cái gì? Hắn còn nói với ta, con trai Tần Lãng của hắn rất tốt. Diễm Diễm được gả qua đó sẽ được yêu thương chiều chuộng. Ta khinh. Còn nói, sau này không cần nghe ta nói khoe khoang con gái nữa. Cái lão già đó thật tức chết đi được. Lão Tần trên đại điện giúp chàng giải dây nhiều lần. Nếu không có ông ta, Diễm Diễm đã bị hoàng huynh phái đến biên cương quả thân rồi. Còn không phải Chu tướng quân gài bẫy hay sao? Diễm Diễm là cháu ngoại của hoàng huynh, nên không muốn Diễm Diễm gả đi xa. Liên quan gì đến vấn đề biên cương, Chu thừa tướng có chủ kiến, huynh cũng phải đồng ý. Đâu bao lâu rồi hoàng huynh đứng giữa cũng thấy khó xử. Nhiễm Nhiễm gả đi xa như vậy, ta sẽ cắn chết Chu bá thừa tướng. Cho nên nói, lão thần đó trong tình cảnh nguy nan cứu Nhiễm Nhiễm, nói hai nhà chúng ta sớm có hôn ước, hoàng huynh mới nhuận nước đẩy thuyền đi. Hơn nữa, nghe nói nhị công tử Tần Lãng được dạy dỗ rất tốt, biết chuyện, có trách nhiệm, có lễ giáo. Có lẽ là người không tệ rồi. Chàng cho rằng thiếp bằng lòng gả Nhiễm Nhiễm tùy tiện như vậy sao? Con gái từ khi sinh ra thân trúng kịch độc, khó khăn lắm chúng ta mới nhặt được mạng cho nó.
sau này còn nhiều lần tái phát. Bất đắc dĩ mới đưa đến Y Thiên Kiếm của núi Thái Ức. 3 năm trước lại xảy ra những chuyện đó. Vì một câu nói của tiểu nữ, khiến cho 3 năm nay thiếp không được gặp con gái. Độc của Nhiễm Nhiễm một lời khó nói hết đúng không? Lúc để nó ở núi Thái Ức là cũng vì nghĩ đến an nguy cho nó. Lão Ngũ gửi thư về, không đến 3 ngày họ sẽ về đến kinh thành. Bây giờ Nguyệt Linh giáo xâm nhập núi Thái Ức, đó là cơ hội tốt nhất để nó quay về. Giang hồ phân tranh, năm xưa thiếp đã chịu đủ. Bây giờ nếu như để cho con gái gặp đau khổ giống như vậy, thiếp thực sự khó chịu còn hơn chết nữa. Thôi, được rồi, đã qua hết rồi mà, vẫn chưa qua được. Bây giờ thời cuộc rối ren, thiếp chỉ muốn Nhiễm Nhiễm lấy chồng sinh con, cả đời bình an, sống một đời đơn giản. Ta chờ lâu như vậy rồi vẫn chưa được gặp nó. Lúc đầu phụ hoàng cũng không muốn gả thiếp đi, nhưng không phải chàng đã bảo vệ thiếp rất tốt? Có lẽ nhị công tử Tần gia cũng là một nữ tế tốt, còn thua xa ta. Mấy chục năm rồi, người của Nguyệt Linh không xâm nhập vào núi Thái Ức, tại sao đột nhiên lại như vậy chứ? Năm xưa, trước khi vô xá, sư phụ Tạ Quả đã từng tạo kết giới cho núi Thái Ức ta. Bao nhiêu năm rồi, ta sẽ bảo vệ an toàn cho núi Thái Ức. Phải rồi, qua mặt trăng sao rồi? Còn phải đợi 6 tháng nữa trăng tròn. Khởi bẩm cung chủ, Ngũ Hộ Pháp Lâm Lan gửi bồ câu đưa thư về, nói Tả Hộ Pháp đến núi Thái Ức đã bị Tuyệt Tình Kiếm Tiêu Mộc Trần đả thương, việc lấy cắp qua mặt trăng thất bại. Tả Hộ Pháp giờ ở đâu? Trong thư không nói. Ả Lâm Lan này vốn dĩ không xem Diệp Khuynh Thiên ta ra gì. Bẩm đại cung chủ, trong thư Tả Hộ Pháp còn nhắc đến một việc. Nói đi. Ngũ Hộ Pháp Nhật Tuyên cũng ở núi Thái Ức. Nói tiếp đi. Ngũ Hộ Pháp ở núi Thái Ức bị một cô nương tên là Nguyệt Ảnh làm bị thương, hiện không biết đang ở đâu. Người lui đi. Dạ. Nhật Tuyên, quả nhiên huynh tìm cô ta. Thất ca, huynh mau xem tấm lụa đó đi, đẹp quá. Mau đến xem đi, xem trâm cài đi. Tam ca, huynh mau xem cây trâm đó kìa, nhất định là rất hợp với biểu tỷ. Bánh bao vừa mới ra lò đây, khách quan ghé mua mấy cái đi. Ngũ ca à, muội đói bụng quá. Dừng xe, chúng ta chia nhau hành động, chút nữa gặp nhau ở đây. Được. Đi, qua bên đó xem thử. Cô nương xem thử đi, đẹp lắm. Thử đi, mau đến xem đi. Đẹp lắm đó, đủ màu sắc hết. Cô nương xem thử đi. Đây là hàng mới nhập, đẹp lắm đó. Cô nương xem đi. Cô nương xem thử cái này đi. Cái này đẹp quá. Cô nương có sao không vậy?
không sao. Còn Quynh, tại hạ cũng không sao. Mau xem đi, mau xem đi. Cô nương có mua không? Mối mối, mối mối, mối mối. Xin lỗi, Ngũ ca. Vừa mới về kinh đã chạy lung tung, không nghe lời, đi. Tiểu sư muội, vị sư huynh, vị sư huynh, huynh đang ở đâu? Vị sư huynh, vị sư huynh, vị sư huynh, huynh làm sao vậy? Là muội đây, muội chính là Diễm Nhiễm. Sao vậy muội muội? Có phải là gặp ác mộng nữa không? Mơ thấy gì? Muội không nhớ. Không nhớ nổi thì thôi, đừng có nhớ. Chúng ta đến kinh thành rồi. Lâu lắm mới trở về. Muội muội sắp về rồi, sắp về rồi. Đã 3 năm rồi không được gặp muội ấy. Đúng đó, đã 3 năm rồi. Nhanh lên đi. Đứng lại. Diễm Diễm về rồi. Người đầu tiên nó gọi chắc chắn là ta. Ta đã nói rồi mà, Diễm Diễm, cha đến đây, Diễm Diễm. Diễm Diễm, con lo lắng cho bệnh của mẹ, con vào trong thăm mẹ trước. Mẹ ơi, tiểu thư à, mẹ con bệnh sao vậy, sao cha không biết? Chút nữa rồi nói cho cha, con bận lắm. Muội muội, từ từ thôi, thất công tử. Muội muội, cha, chút nữa rồi nói, chút nữa rồi nói nha. Không được, không được, con đừng có chạy. Ngũ công tử, thất nhi, biểu muội con không có ở đây, nó ở Hoa Viên rồi. Chuyện này là sao vậy chứ? Diễm Diễm, lão già, lão già, cha đến tìm con đây. Mẹ ơi, mẹ. Muội muội, muội về rồi, ta nhớ muội quá. Muội muội, mẹ, mẹ. Muội muội, muội muội, tứ ca, mau đến chỗ của mẹ đi. Không kịp giải thích nữa rồi, nhanh lên. Diễm Diễm, Diễm Diễm, Diễm Diễm, đợi cha với. Diễm Diễm, cha đến đây. Diễm Diễm, cha đến đây. Diễm Diễm. Hôm nay Diễm Diễm đã trở về rồi đúng không? Bẩm tiểu thư, lão gia và các công tử đã ra cửa đón tiểu thư rồi. Vậy sao? 8 tuổi Diễm Diễm đã đến núi Thái Ức. Độc trong người nó chưa giải hết, lúc khỏe lúc không. 3 năm trước lại xảy ra chuyện như vậy. Độc trong người nó chưa giải thì e là tính mạng nó cũng khó giữ. Thiếp lúc nào cũng canh cánh trong lòng không yên. Các vị sư phụ ở đó không phải đã hứa với chúng ta là sẽ giải độc cho Nhiễm Nhiễm sao? Bao nhiêu năm rồi thiếp luôn tự trách mình. Lúc đầu cố chấp sinh ra nó, có phải đã hại nó hay không? Đừng khóc mà, đừng khóc.
Diễm Diễm là bảo bối của chúng ta, nó nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ, bình bình an an lấy chồng sinh con, còn sống thọ hơn chúng ta nữa đó. Đừng khóc mà. Chàng nói đi. Mấy năm nay hai chúng ta khổ sở giữ kín bí mật, các con không ai biết. Chàng nói chuyện Diễm Diễm nếu bị tiết lộ ra ngoài, ngay cả hoàng huynh cũng sẽ kinh động. Sơ Dương, chuyện lớn như vậy hãy để ta lo. Ta tuyệt đối không để cho Diễm Diễm xảy ra chuyện gì đâu. Bấy lâu nay ta làm khó cho nàng rồi, nhưng bí mật này đã giữ mười mấy năm, Diễm Diễm sẽ trở về.